Thì chào tất cả các em học sinh thân mến. Trong cái bài giảng này thì trò chúng ta sẽ bước qua cái nội dung đó là khoảng cách giữa hai cái đường thẳng chéo nhau trong không gian. Thì cái khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau không gian là một cái nội dung mà theo cái quan sát của thầy là một cái sự khó khăn của rất là nhiều học sinh. Trước khi em đi vào cái nội dung này thì em hãy xem hai cái bài giảng của thầy về khoảng cách trong không gian, đó là khoảng cách từ một điểm cho đến một mặt phẳng, được trình bày rất kỹ, được chia ra rất là dễ hiểu. Em xem hai bài giảng đó trước, hiểu kỹ, sau đó hãy bước vào cái bài giảng này nha. Trong cái nội dung này thì thầy sẽ trình bày cho em hai phần. Thứ nhất là phương pháp để tính khoảng cách giữa hai cái đường thẳng chéo nhau, và thứ hai sẽ là hệ thống các ví dụ được xây dựng từ dễ đến khó. Về cái việc tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau đó thì chúng ta có ba cái phương pháp chính. Thứ nhất là chúng ta sẽ gắn vào đây một cái hệ trục tọa độ OXYZ sẽ được trình bày ở một cái phần khác, không phải trong cái chuỗi các bài giảng này. Thầy chỉ nói hai phương pháp thôi. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi tìm cái đoạn thẳng vuông góc chung của hai cái đường thẳng. Nói thì dễ lắm, nhưng làm sao để tìm được? Một nè, là chúng ta sẽ tìm cái đoạn thẳng vuông góc chung. Chúng ta sẽ tìm cái đoạn thẳng, tìm đoạn thẳng vuông góc chung. Chúng ta nói thì nó dễ lắm, nhưng mà là trong cái trường hợp cụ thể thì chúng ta làm sao biết là sẽ dùng cách 1 hay là cách 2? Thì các em phải làm nhiều để có cái kinh nghiệm. Chúng ta chỉ sử dụng phương pháp này trong cái trường hợp nào? Khi mà nó có một cái, ví dụ như khi chúng ta tính khoảng cách giữa đường thẳng D và cái đường thẳng D phẩy, mà trong cái trường hợp mà đường thẳng D nè, cái đường thẳng D này nó vuông góc với cái mặt phẳng chứa cái đường thẳng D phẩy, nếu trong cái đề bài mà nó yêu cầu tính khoảng cách giữa đường thẳng D với đường thẳng D phẩy và các em quan sát được, các em thấy được là một trong hai cái đường thẳng đó có một cái đường thẳng vuông góc với một cái mặt phẳng chứa cái đường thẳng kia, thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp đoạn thẳng vuông góc chung. Đấy, là ví dụ trong trường hợp này thì đây là hình ảnh minh họa thôi. Chúng ta áp dụng cái cách số 1, nếu mà chúng ta thấy rằng đường thẳng D vuông góc với cái mặt phẳng B chứa cái đường thẳng D phải, thì trong trường hợp này chúng ta chỉ cần là tìm giao điểm A của đường thẳng D với mặt phẳng B. Sau đó từ điểm A chúng ta kẻ AB vuông góc với D phẩy, thì AB nó sẽ là cái đoạn thẳng vuông góc chung. Được. Nói lại, vậy là cái việc mà tìm cái đoạn thẳng vuông góc chung là khi nào? Khi chúng ta thấy là khi mà chúng ta thấy được, hay là trong cái bài toán nó có được, thì chúng ta thấy là đường thẳng D nó vuông góc với mặt phẳng B, mà cái đường thẳng D phẩy nó nằm trong mặt phẳng B. Được. Đấy. Thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng phương pháp vuông góc chung. Bước 1 thì các em sẽ đi tìm cái điểm A là giao điểm của D với mặt phẳng B. Bước thứ 2, em kẻ AB vuông góc với D phẩy, thì các em sẽ có ngay AB là cái khoảng cách giữa đường thẳng D với đường thẳng D phẩy. Được không? Đấy. Thì trong cái từng cái bài toán cụ thể thì các em phải đánh giá được là sử dụng phương pháp nào, em phải nắm được hết nha. Em phải nắm được cái phương pháp tính bằng hình học không gian cổ điển, và em cũng phải nắm phương pháp tính bằng cái cách tọa độ hóa. Chúng ta không có ngợi ca phương pháp nào, vì trong từng cái bài toán cụ thể, trong từng cái yêu cầu cụ thể và cái mục đích của cái người ra đề, vì cái người ra đề mới là cái người quyết định cái phương pháp giải mà chúng ta lựa chọn là tốt nhất. Nếu người ra đề có đủ cái sự kiên nhẫn để ra đề cho nó tốt thì sẽ quyết định được cái phương pháp mà học sinh phải chọn để tốt nhất. Chứ không phải là em biết cái phương pháp giải thì em sẽ áp dụng phương pháp đó giải tốt nhất trong mọi bài toán đâu ha. Trong từng bài toán thì em sẽ thấy cách thứ hai là chúng ta sẽ xây dựng cái mặt phẳng B. Chúng ta sẽ xây dựng cái mặt phẳng, cách thứ hai là chúng ta sẽ xây dựng cái mặt phẳng quy chứa cái đường thẳng D phẩy và mặt phẳng quy song song với đường thẳng D.
Đây, như này. Đây là thằng D. Chúng ta sẽ dựng một cái mặt bằng quy nào đó. Quy chứa đường thẳng D phẩy. Chúng ta sẽ dựng cái mặt bằng quy chứa cái đường thẳng D phẩy rời song song với đường thẳng D. Thì khi đó khoảng cách giữa hai cái đường thẳng nó sẽ đưa về khoảng cách từ một điểm cho đến một mặt phẳng. Thì lúc đó quay về hai cái bài giảng đã trình bày à, rất là hay. Thì hôm nay quan trọng là cái mặt phẳng quy này nè, chúng ta dựng như thế nào. Nói thì dễ, nó dựng thì biết rồi đó, nhưng mà trong bài toán cụ thể này thì làm sao biết là chúng ta sẽ dựng cái mặt phẳng chứa đường thẳng nào song song với đường thẳng nào, được không? Thì đây là cái bài toán bài giảng xây dựng từ dễ đến khó. Và ví dụ thế này à, ta xét thì nói cái phương pháp này ha, D với D phẩy nữa ha, thì nó sẽ bằng khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng quy. Bây giờ cái quan trọng là xây dựng mặt phẳng quy thế nào, đúng không? Thì thầy sẽ chia nhỏ ra cho em như thế này, là khoảng xét trong cái bài toán hình chớp, xét trong bài toán hình chớp, khoảng cách giữa một cái cạnh bên và một cái cạnh đáy thì các em sẽ xây dựng mặt phẳng chứa cạnh bên và song song với cạnh đáy luôn luôn như thế. Đó là cái bước đầu tiên khi mà các em mới tiếp cận với cái dạng toán này. Còn về sau khi các em có cái kỹ năng rồi thì các em tự dựng, em sẽ đủ cái khả năng để tự dựng trong những cái trường hợp khác. Nhưng mới đầu tiên thì chúng ta có thể như thế này. Chúng ta có thể là lúc đầu ha, lúc đầu thì chúng ta sẽ ghi nhớ như này. Đấy, lúc đầu. Ví dụ như là khoảng cách giữa cạnh bên xét trong cái hình chớp, xét trong hình chớp ha, xét hình chớp. Xét hình chớp. Xét trong cái hình chớp. Thì để tính khoảng cách giữa cạnh bên và cạnh đáy, một cái cạnh nằm ở dưới đáy. Khoảng cách giữa cái cạnh bên và cái cạnh đáy thì lúc này cái mặt phẳng B, mặt phẳng quy của chúng ta sẽ được dựng như sau. Là lúc này các em sẽ dựng cái mặt phẳng quy song song với cạnh đáy, phẳng quy song song với cạnh đáy. Và tất nhiên mặt phẳng quy nó phải chứa cái cạnh bên, được không? Đây là cái lúc đầu. Và nó chỉ là lúc đầu thôi, nhưng mà nó xử lý là gần như là, nếu mà cái chúng ta đem xem xét lại cái đề thi đại học từ 2002 cho đến nay thì gần như là cái này nó xử lý khá là trọn vẹn đó. Đấy. Đó là lý do tại sao mà cái cuốn sách hình học không gian của thầy được rất là nhiều người yêu thích, khi mà đưa ra một cái phương pháp giải có thể nói là rất tổng quát cho cái việc tính khoảng cách trong tất cả những cái tài liệu đã viết, thì được trình bày rõ nhất là đây, cái phần này. Rồi chúng ta quay trở lại tiếp theo, chúng ta tiếp theo trong cái nội dung này đó là cái phần ví dụ ha. Đây là cái ví dụ mở đầu. Đề bài cho hình chớp SABCD có đáy là hình vuông cạnh A. SA bằng A căn 3 và vuông góc với mặt phẳng ABCD. Tính khoảng cách theo những yêu cầu như sau. Trước tiên chúng ta sẽ vẽ hình nhé. Đề bài cho cái đáy là hình vuông thì các em cứ vẽ hình biểu diễn là hình bình hành thôi ha. Hình vuông thì khá là dễ nên chúng ta sẽ khỏi phải vẽ cái đáy là hình vuông thiệt ra. Nhưng mà phần lớn các bài toán nếu cái đáy của nó là nó hơi khó hình dung đó thì hãy vẽ cái đáy của nó là hình thiệt cái một bên luôn. Đấy. Đây. Hình, chúng ta cứ vẽ hình biểu diễn là hình bình hành thôi. Rồi, SA vuông góc với mặt phẳng đáy. SA vuông góc mặt phẳng đáy. Cái đường thẳng mà vuông góc với mặt phẳng đáy thì chúng ta sẽ vẽ nó thẳng đứng ha. Rồi, đây là điểm S. Ta vẽ thẳng đứng xuống để cho mình tạo cho mình một cái cảm giác là nó vuông góc thôi chứ nhỉ. Rồi, SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Đây là hình vuông. Rồi. Tính khoảng cách giữa AB và SD. Khoảng cách giữa cái đường thẳng AB và đường thẳng SD. Được chưa? À, câu A là khoảng cách giữa AB. AB và SD. Rồi. Chúng ta sẽ đi từ cái câu từ dễ đến khó.
Nếu đã có cái kỹ năng rồi thì có thể bỏ qua cái bài giảng này. Còn với những em chưa có một cái sự tiếp xúc nhiều với cái khoảng cách giới hạn thẳng chéo với nhau thì nên xem kỹ từng câu từng chữ ở đây và ghi chép bài lại cẩn thận nhé. Khoảng cách giữa đường thẳng AB và đường thẳng SD. Rồi, thầy sẽ cho A là một đơn vị cho nên dễ. Đây là một cái gọi là cho cái chữ A là một đơn vị thì từ khi trắc nghiệm là được thầy trình bày từ lâu, sớm nhất. Một ha, cho nên là một. Một, một. Rồi. Khoảng cách giữa đường thẳng AB và đường thẳng SD. Chúng ta cùng xem lại hai cái phương pháp giải. Ba phương pháp nhưng trong cái bài giảng chỉ nhìn trình bày có hai thôi, đó là tọa độ hóa sẽ không trình bày ở đây. Và chúng ta sẽ tìm đoạn thẳng vuông góc chung nếu mà chúng ta quan sát được cái đường thẳng này vuông góc với một cái mặt phẳng chứa đường thẳng kia. Và chúng ta sẽ đưa nó về cái việc dựng cái mặt phẳng song song nếu mà chúng ta chưa nhìn thấy cái này. Quay trở lại AB và SD thì đây là một cái hình ở cái dạng quen thuộc nên các em sẽ thấy được là AB vuông góc với, em dễ thấy được là AB vuông góc với cái mặt phẳng SAD. Được không? Đây là cái bài toán quen thuộc ha. Là chúng ta thấy nè, giờ cách 1 nha. Cách 1. Hai cách nó như nhau thôi nhưng đây là cái cách, hai cái hướng tiếp cận trình bày, hai hướng tiếp cận riêng cho các em thấy. Cách 1 là các em sẽ thấy là chúng ta sẽ thấy hoặc là các em sẽ tự chứng minh được là cái đường thẳng AB vuông góc với mặt phẳng SAD. Các em có thể tự chứng minh điều này nhé, không khó lắm. Rồi, thì khi đó chúng ta sẽ thấy được AB vuông góc với cái mặt phẳng SAD rồi. Thì bước 1, các em sẽ đi tìm giao điểm của cái đường thẳng AB với cái mặt phẳng SAD. Đấy, bước 1. Chúng ta sẽ có điểm A là giao điểm của AB với mặt phẳng SAD. Được chưa? Rồi, điểm A. Bước thứ 2, đấy, trình bày đúng hai bước, cần nhớ có bước làm rõ ràng hết, không có gì phải suy nghĩ hết. Bước 2 chúng ta chỉ cần kẻ cái AK vuông góc với SD thì ngay lập tức AK nó sẽ là cái khoảng cách cần tính. AK đó chính là cái khoảng cách từ cái giữa cái đường thẳng AB với cái đường thẳng SD, là từ điểm A kẻ vuông góc xuống đây. Sẽ AK vuông góc xuống đây. Rồi, tại sao AK lại là đoạn thẳng vuông góc chung? Thì các em có thể chứng minh cái chỗ này nha. Em thầy sẽ giải thích như này. Do AK vuông góc SD thì là nó vuông góc được một đường rồi. Chúng ta phải chứng minh là AK vuông góc với cái AB nữa. Các em thấy là chỗ này thầy đang giải thích nha. Là vì AB này nó vuông góc với cái mặt phẳng SAD, các em có thể tự chứng minh điều này rất là dễ. Mà AK thì nó lại nằm trong cái mặt phẳng SAD. Nên từ đây thì các em sẽ có được là AB nó vuông góc với AK. Có nghĩa là AK vuông góc với AB, AK vuông góc với SD. Nên AK nó sẽ là cái đoạn thẳng vuông góc chung của hai cái mặt phẳng này. Yeah. Rồi, bây giờ đến cái chuyện là tính cái khoảng cách, tính AK thì tính như thế nào. Để các em nhớ lại cái hệ thức lượng trong tam giác vuông cho thầy nhé. Xét cái tam giác SAD vuông tại A. Cái tam giác SAD vuông tại A. Tam giác SAD vuông tại A có cái đường cao là AK. Thì các em sẽ có là 1 phần AK bình phương bằng 1 phần AB bình phương cộng với 1 phần AD bình phương cộng với 1 phần SA bình phương bằng 1 phần 1 cộng với 1 phần 3 là bằng 4 phần 3. Từ đây các em nghịch đảo là sẽ được AK bằng căn 3 chia 2. Tại vì 1 phần AK bình phương bằng 4 phần 3 thì chúng ta nghịch đảo lại, chúng ta lấy căn bậc 2 là căn 3 chia 2. Rồi, thế là thầy đã trình bày xong cái cách số 1 nhé. Trình bày xong cái cách số 1 đó là cái tiếp cận theo cái cách số 1. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp cận theo cái cách số 2. Tất nhiên là bài toán dễ thì nói tại sao thầy lại trình bày chỉ hai cách, nhưng mà em phải nắm để trong những trường hợp mà cái bài tập nó mức độ rất khác á. Quan trọng là phương pháp giải chứ không phải là bài toán cụ thể, các em nhớ nhé. Chúng ta nắm phương pháp giải á, để chúng ta xử lý những trường hợp khác vì nó sẽ tổng quát giúp chúng ta xử lý ở trường hợp khác, chứ không phải là chúng ta
căn cứ vào cái bài toán dễ mà trình bày làm chi cho nó nhiều phương pháp, đúng không? Mình suy nghĩ như thế là chưa đúng đâu nha. Chúng ta sẽ qua cách số 2. Quan trọng là cái cách mà chúng ta tiếp cận bài toán á. Cách số 2 chúng ta sẽ không tiếp cận theo cái đoạn thẳng nguồn gốc chung, mà chúng ta sẽ xây dựng cái mặt phẳng. Đây là bài toán về trong cái hình chớp, và nó là cái khoảng cách giữa cạnh bên và cạnh đáy. Thì dựng mặt phẳng chứa cạnh bên song song với cạnh đáy. Đây, SD được chưa, là cạnh bên, AB là cạnh đáy dưới đáy. Thì chúng ta sẽ dựng mặt phẳng chứa SD và song song với và song song với lại là AB. Chúng ta sẽ dựng cái mặt phẳng Q chứa SD và song song với AB. Đấy. Chẳng qua là cái bài toán này, cái mặt phẳng này nó dễ thấy quá. Nhưng chúng ta thấy là DC từ cái điểm D này nè, chúng ta kẻ một cái đường thẳng song song với AB thì nó chính là nó sẽ trùng với đường thẳng là DC luôn. Thì đây chúng ta sẽ thấy được là do cái này nó có sẵn nên chúng ta thấy nó dễ. Chúng ta thấy được là cái AB này nó song song với CD, song song với cái mặt phẳng là SCD, được chưa? AB song song với cái mặt phẳng SCD. Do đó cái khoảng cách giữa cái đường thẳng AB với cái đường thẳng SD đó, nó sẽ đưa về cái khoảng cách giữa cái đường thẳng AB với mặt phẳng SCD. Rồi, khoảng cách từ cái đường thẳng AB với đường thẳng SCD. Do cái đường thẳng AB song song với cái mặt phẳng này, nên khoảng cách giữa cái đường thẳng AB với cái mặt phẳng này, thì chúng ta có thể chọn một điểm tùy ý trên cái đường thẳng AB tính nó đến khoảng cách tính mặt phẳng SCD. Nhưng chúng ta chọn cái mặt phẳng nào, chọn cái điểm nào cho nó phù hợp, đó là chúng ta chọn cái chân đường cao, được không? Lúc này chúng ta sẽ chọn cái khoảng cách từ điểm E cho đến mặt phẳng SCD. Và thầy đã giúp cho các em đưa bài toán tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau về khoảng cách từ chân đường cao đến mặt bên không trình bày tiếp nữa, vì có hai bài giảng trình bày rất kỹ, có thể nói là em chỉ cần xem hai bài giảng đó thì xem như em sẽ thấy khoảng cách rất dễ. Em hãy xem hai bài giảng đó nhé, cái này thầy sẽ không trình bày nữa. Rồi, vậy là chúng ta đã xong cái câu A. Chúng ta sẽ qua cái câu B. Các em quan sát cái đề câu B trước nhé. Câu B đó là khoảng cách giữa BC và SD. BC và SD. Rồi, BC và SD ha. Rồi, vậy là câu đầu tiên thầy trình bày đủ cho em hai cái cách nhìn nha. Từ cái câu số 2 trở đi, từ câu B trở đi, thì với cái cách nhìn nào mà nó gọn thì thầy sẽ trình bày theo cách nhìn đó, chứ thầy không có trình bày theo cái hai cách giống như nãy nữa nha. Ví dụ như câu B thì chúng ta sẽ thấy nè, đây là khoảng cách giữa cái đường thẳng BC và cái đường thẳng SD, đúng không? Khoảng cách giữa BC và SD. BC là cạnh đáy, SD là cạnh bên. Quan sát coi trong cái hình vẽ có sẵn cái mặt phẳng chứa cạnh bên song song cạnh đáy chưa. Nếu có sẵn thì khỏe, còn nếu không có sẵn thì tự dựng thêm. Ở đây SD thì chúng ta dễ thấy BC song song với AD, do đó là nó song song với cái mặt phẳng SAD. Vậy là đã có cái mặt phẳng chứa SD và song song với BC rồi nha. Đây chúng ta sẽ thấy là BC này song song với SD. Hiển nhiên SD nằm trong, ghi bao nhiêu đây thì chưa đủ đâu, nhưng mà đừng có bắt mẹ cái đó, nó quá dễ nên không ghi tiếp nhé. BC song song SD nên chúng ta sẽ có là BC song song với cái mặt phẳng SAD. Đấy. Rồi. Vậy lúc này khoảng cách giữa BC với SD, chúng ta sẽ đưa khoảng cách giữa hai đường thẳng về khoảng cách từ một điểm đến một cái mặt phẳng. Nó sẽ bằng khoảng cách từ một điểm, chúng ta chọn điểm nào cũng được ha, bây giờ điểm B đi, đến cái mặt phẳng SAD. Rồi, khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SAD. Mặt phẳng SAD là cái mặt phẳng
chứa đường cao của hình chớp. Mặt phẳng chứa đường cao của hình chớp. Thế thì muốn tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng chứa đường cao của hình chớp, chỉ cần từ điểm đó kẻ vuông góc với giao tuyến của phần đáy với cái mặt phẳng đó là xong. Tức là từ điểm A chúng ta kẻ vuông góc với cái cạnh AD là xong. Lúc này các em sẽ dễ thấy cái khoảng cách này nó chính là gì ra? Nó chính là AB luôn. Và nó bằng là 1. Rất là dễ đúng không? Là vì AB nó vuông góc với cái mặt phẳng SAD nhé. Các em tự chứng minh cái này nhé. Không phải đánh đố đâu, vì những cái câu này, những cái phần chứng minh này vừa giúp cho các em ôn tập mà vừa khá đơn giản nên thầy không trình bày nhé. Nên đừng nói tại sao chỗ này thầy không trình bày cho nó kỹ. AB vuông góc với SAD thì có thể nói sơ nhanh qua là AB vuông góc với AD là 1, AB vuông góc SA là 2. Rồi chúng ta sẽ có được AB vuông góc với mặt phẳng SAD, được chưa? Rồi, chúng ta qua tiếp câu C. Rồi, các em đọc đề câu C trước đi ha. Câu C là khoảng cách giữa BD và SC. BD và SC. Câu B là khoảng cách giữa BD và SC. Cái hình học nó cần nhiều cái kinh nghiệm làm bài. Các em phải làm bài nhiều để có một cái tích lũy, một cái kinh nghiệm thì các em có sự quan sát tốt để chọn được cái phương pháp giải tốt. Khoảng cách giữa BD và SC. Rồi, em thấy BD và SC chưa? Thì ở đây cái đường thẳng BD và SC, các em xem coi tiếp cận theo cái cách nào thì nó sẽ tốt ha. BD và SC, quan sát đây là cái hình quen thuộc này. Các em dễ thấy là cái đường thẳng BD vuông góc với mặt phẳng. Chúng ta sẽ dễ thấy cái đường thẳng BD vuông góc với mặt phẳng SAC. Chỗ này chúng ta phải thấy được, không ai chỉ mình đâu. Chúng ta phải thấy là BD vuông góc với cái mặt phẳng SAC. Đấy, khoảng cách giữa hai cái đường thẳng chéo nhau. Trong trường hợp này chúng ta thấy là BD vuông góc với cái mặt phẳng SAC. Vì sao? Chúng ta giải thích nhanh gọn thế này. Là vì BD vuông góc với AC và BD vuông góc với SA. BD vuông góc AC là vì ABCD là hình vuông. BD vuông góc SA là vì SA vuông góc với cái mặt phẳng ABCD. Mặt phẳng này nó chứa BD. Rồi. Vậy là chúng ta thấy là khoảng cách giữa hai thẳng chéo nhau trong lúc này nó có một cái đường thẳng này vuông góc với mặt phẳng chứa cái đường thẳng kia. Đấy, thì sử dụng phương pháp số 1. Cách số 1 là Y. Đầu tiên là gọi Y. Bước 1 là gì đây? Y là giao điểm của BD với mặt phẳng SAC. Đúng chưa? Y là giao điểm của BD với SAC. Bước 2, kẻ YK vuông góc với SC. Là xong. Bước thứ 2, từ đây chúng ta kẻ YK. Kẻ YK vuông góc với SC. Rồi, kẻ YK vuông góc SC thì lúc này các em sẽ có được là YK nó chính là khoảng cách giữa BD với SC. Rồi, chưa? YK chính là khoảng cách giữa BD với SC. Tính YK ra nữa là xong. Chúng ta cần tính cái đoạn thẳng YK này ra nhé. Tính YK này thì các em xét cái tam giác đồng dạng. Các em sẽ thấy được cái tam giác. Các em sẽ thấy được là cái tam giác là CKI nó đồng dạng với tam giác là CAS. Wow. CKI thì CAS nó có góc C là góc chung và hai góc vuông. Thì từ đây các em sẽ có được là IK chia IC. IK chia IC bằng IK chia IC thành bằng SA chia cho SC. Đó. IK chia IC, IK là cái chúng ta cần tính nha. IK chia cho IC. IC thì các em tính được nha. IC thì em tính được. Hết chia nhân chéo luôn đi cho nhanh. IK nó sẽ bằng là IC nhân cho SA và chia cho SC. Rồi. Vậy là lúc này IK nó sẽ bằng IC
IC là nửa cái đường chéo của hình vuông thì bằng cạnh của hình vuông nhân cho căn 2 chia 2. Vậy chỗ này sẽ là căn 2 chia 2. Rồi nhân cho SA, SA là căn 3. Rồi, chia cho SC. Chia cho SC nhé, chia cho SC. Chia cho SC thì ghi dấu chia đi. Chia cho SC. Rồi, SC thì áp dụng định lý Pythagore để tính nó. SC chỗ này là bao nhiêu đây? Thì chúng ta dùng Pythagore thôi. Rồi, em có là AC bằng căn 2, SA bằng căn 3. Thì từ đây sẽ Pythagore cái sẽ tính được là SC bằng căn 5. Rồi. Vậy là chỗ này sẽ là chia cho căn 5 tức là nhân 1 phần căn 5. Thế là kết quả nó sẽ ra là chỗ này. Nếu mà chúng ta chụp căn thức ở mẫu thì nó sẽ là này căn 6 căn 30 chia cho 10. Rồi. Đây, thầy đã trình bày xong cái câu C nhé. Đó là cái kích. Câu C nếu mà chúng ta không phát hiện ra được, thầy thường hay nói với học sinh rằng cái cách số 2 này nè, nó sẽ tổng quát hơn là cái cách số 1. Nhưng mà tùy vào bài toán thì nhanh hay chậm thôi. Với lại cũng tùy vào cái kỹ năng của người giải nữa. Tùy vào cái kỹ năng của người giải. Thì chúng ta mới biết được cái phương pháp nó nhanh hay chậm. Ví dụ một phương pháp hay nhưng mà đưa cho một người mà chúng ta tiếp cận không tốt thì tự nhiên thành ra cũng là một cái phương pháp nó cũng yếu đúng không? Nó tùy vào cái người giải. Đánh giá cái phương pháp thì phải đánh giá vào từng cái bài toán cụ thể và cái người giải nữa. Cái câu C thì các em có thể sử dụng cái cách 2. Nếu mà đặt cái câu hỏi ra, chúng ta thuộc được BD vuông góc với mặt phẳng SAC qua những cái bài toán mà chúng ta làm nhiều. Thế thì nếu chúng ta không nhìn ra được thì phải làm sao? Nếu chúng ta không nhìn ra được là BD vuông góc với mặt phẳng SAC thì sao? Thì chúng ta sẽ tiếp cận nó theo cách số 2. Cách số 2 nó sẽ làm giảm đi cái việc mà các em phải thấy được cái mặt phẳng trước cái đường thẳng này mà vuông góc với cái đường thẳng bên kia. Đây là khoảng cách giữa cái cạnh bên và cạnh ở một cái cạnh nằm ở dưới mặt phẳng ở dưới đáy. SC là cạnh bên. BD là cạnh nằm trong mặt phẳng ở dưới đáy. Nếu mà các em không thấy được đoạn thẳng vuông góc chung thì các em có thể làm như này. Từ điểm C em sẽ dựng một cái đường thẳng XY. Em sẽ dựng một cái đường thẳng XYC, được không? Em sẽ dựng một cái đường thẳng XYC vuông góc với cái dựng cái đường thẳng này. Vuông góc vừa song song với dựng cái đường thẳng này song song với BD. Tất nhiên là cái trong cái bài toán này thì cái lời giải này nó sẽ dài hơn và nó sẽ nhọc nhằn hơn với cách số 1. Nhưng mà chúng ta đang nói về cái phương pháp để tiếp cận nhé. Đây. XY thì chúng ta sẽ thấy được là dựng cái đường thẳng XY nè, cách thứ hai nhé. Cách 1 thì xem như xong rồi đó. Cách thứ hai thì chúng ta sẽ dựng cái đường thẳng XY song song với cái qua C và song song với BD. Cách thứ hai là các em sẽ dựng cái XY song song với BD. C thuộc vào XY. C thuộc vào đường thẳng XY này. Rồi, thì khi đó chúng ta sẽ đưa cái khoảng cách giữa hai cái đường thẳng này. Thầy lấy đại cái điểm E trên đây đi. Cái điểm F trên đây để cho các em dễ hình dung ra cái mặt phẳng này. Cho nên ghi khoảng cách mà tạo bởi hai cái đường thẳng thì khó ghi, các em khó nhìn lắm. Thì lúc này khoảng cách giữa BD với SC nó sẽ bằng khoảng cách giữa BD với cái mặt phẳng SEF. Chỉ có những em nào mà đã xem hai bài giảng trước của thầy thì mới thấy được cái sự mạch lạc trong cái bài này nha. Khoảng cách giữa BD với SEF thì chúng ta sẽ chọn một cái điểm tùy ý trên cái một cái điểm tùy ý trên cái đường thẳng BD và tính nó đến cái mặt phẳng là SEF. Lúc này chúng ta sẽ chọn cái điểm Y là sẽ bằng khoảng cách từ điểm Y cho đến mặt phẳng là SEF. Và khoảng cách từ điểm Y cho đến mặt phẳng SEF thì
chúng ta sẽ quy nó về cái chặng đường cao. Khoảng cách từ điểm Y đến khoảng SF thì nó sẽ bằng 1 phần 2 lần khoảng cách từ cái điểm A cho đến SEF. Được. Rồi, đưa vào khoảng cách từ điểm A đến khoảng SEF thì không còn gì để nói nữa. Nó đã quá dễ. Đây là khoảng cách từ cái, đây là cái chân đường cao. Được xong. Được. Đó là khoảng cách từ cái chân đường cao. Thế là tức là cái phương pháp số 2 thì nó sẽ quy bài toán khoảng cách giữa hai cái đường thẳng chéo nhau về khoảng cách từ cái chân đường cao đến một mặt phẳng. Và khoảng cách từ chân đường cao đến một mặt phẳng thì là một cái bài toán rất là dễ. Từ chân đường cao kẻ vuông góc xuống cạnh ở dưới đáy, xong rồi kẻ thêm cái đường số 2, số 3 nữa là xong ha. Nên tới đây thầy sẽ dừng lại nha, thầy sẽ không nói lại nữa. Em có thể tìm lại hai cái bài giảng đó, hoặc là nếu mà không tìm thấy thì nhắn tin với thầy, thầy sẽ chia sẻ cho các em cái đường link để em xem lại hai cái bài giảng đó. Chúng ta qua tiếp cái câu D. Đó là khoảng cách giữa BK và SD, khoảng cách giữa BK và SD. Nên nhớ phương pháp tiếp cận bài toán quan trọng hơn từng cái bài toán cụ thể nha. Rồi. Chúng ta khoảng cách giữa BD với cái đường thẳng SD với đường thẳng BK. K là trung điểm của CD. K là trung điểm của CD. Rồi, đây. K là trung điểm của BD. Đấy. Đến đây thì lời khuyên cho những em mới tiếp xúc qua cái phần này nên vẽ cái hình thiệt của đáy ra. Tức là đáy là hình vuông thì chúng ta vẽ hình vuông thiệt ra cho dễ hình dung. Đấy. Nếu hình chữ nhật thì các em sẽ vẽ đúng hình chữ nhật, vẽ ra luôn A, B, C, D để dễ hình dung. Giống như đây là chữ K đây. Rồi, khoảng cách giữa BK và SD nha. Thế thì lúc này mà các em tìm đi, em tìm coi có cái đường thẳng, một trong hai cái đường thẳng này nó có vuông góc với cái mặt phẳng nào trước cái đường thẳng còn lại hay không. Nó không phải là quen thuộc nữa đúng không? Nên lúc đó là cái phương pháp số 2 này nó sẽ là hiệu quả cho các em. Nhưng phương pháp số 2 này không phải hiệu quả vì cái việc ấy, mà nó còn chỉ ra rõ ràng cho em biết được là em phải dựng mặt phẳng như thế nào. Nếu em hiểu kỹ bài giảng, khoảng cách giữa cạnh bên và cạnh đáy, dựng mặt phẳng chứa cạnh bên song song với cạnh đáy, được chưa? Dựng bằng cách nào? SD ở đây, được chưa? Muốn song song với cạnh BK thì cái mặt phẳng chứa SD phải có một đường thẳng song song với BK. BK nó đang nằm ở mặt phẳng ở dưới đáy. Thì từ cái điểm D em chỉ cần kẻ một cái đường thẳng, từ điểm D em chỉ cần kẻ một cái đường thẳng song song với BK là đủ rồi. Bằng cách là em sẽ lấy thêm cái trung điểm Y cho này, em kẻ song song ở đây. Đấy, chưa? Đấy, em sẽ lấy điểm Y là trung điểm của Y là trung điểm của AB. Y là trung điểm của AB thì lúc đó em sẽ có được là DI vuông góc với BK. Rồi. Chỗ này chúng ta sẽ gọi Y là trung điểm của AB. Thật ra chúng ta cứ kẻ song song đại nha, xong rồi chúng ta thấy nó trung điểm đó. Mình chứng minh nó cũng được, cái này khỏi chứng minh thôi chứ gì. Hình nó là cái hình bình hành thôi chứ gì. IB song song với DK và bằng với DK nên hình bình hành, nên DI nó sẽ song song với BK. Rồi Y là trung điểm của AB thì chúng ta sẽ chứng minh được rất là dễ, đó là IK ID song song với BK. Mà ID nó lại nằm trong cái mặt phẳng là SID. Nên từ đây chúng ta sẽ có được là BK song song với SID. Rồi. Như lúc này khoảng cách giữa BK, lúc này khoảng cách giữa BK với SD nó sẽ bằng khoảng cách giữa
BK với mặt phẳng S, ID. Rồi, trên đường thẳng BK chọn một điểm phù hợp để quy nó về khoảng cách từ cái chân đường cao nha. Ở đây thầy sẽ chọn cái khoảng cách đó là từ điểm B. Lúc này thầy sẽ cho nó bằng cái khoảng cách từ điểm B cho đến mặt phẳng S, I, D. Rồi, khoảng cách từ điểm B cho đến mặt phẳng S, I, D. Điểm B không phải là chân đường cao của hình chớp, thì chúng ta quy nó về chân đường cao của hình chớp có hai cách. Một là bước thứ nhất là xây dựng cái đường thẳng đi qua cái điểm B và điểm A là chân đường cao, kiểm tra coi nó rơi vào trường hợp song song hay cắt nhau. Thì ở đây thầy là làm nhanh đúng không nhé, do AB nó AB nó cắt cái mặt phẳng S, ID tại cái điểm Y, và điểm Y là trung điểm của AB luôn, nên khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng này nó bằng khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng S, ID. Quá dễ. Điểm A lại là cái chân đường cao nữa. Các em thấy chưa? Các em thấy được tại sao mà cái cuốn sách hình học không gian rất là hay chưa? Đó là nó chỉ ra cho cái người học đâu là cái gốc của bài toán tính khoảng cách mà tất cả những tài liệu trước đó chưa có chỉ ra điều này. Phải khẳng định như thế. Nếu mà trước cái thời điểm đó, nếu mà trước cái thời điểm mà từ 2016 trở về trước, thì hãy xem có tài liệu nào chỉ ra, chúng ta xét từ 2016 trở về trước nhé, thì xem có cái tài liệu nào chỉ ra cho học sinh được đâu là cái gốc của cái khoảng cách trong không gian. Chứ còn nếu về sau này thì khác rồi, thì từ khi cuốn sách nó xuất bản thì mọi thứ nó đã thay đổi về cái cách nhìn của nhiều người. Rồi, chúng ta sẽ qua tiếp. Khoảng cách từ điểm A cho đến mặt phẳng S, I, D thì quá dễ rồi. Từ điểm A chúng ta kẻ vuông góc xuống như đây. Đường số 1 là từ điểm A này chúng ta kẻ vuông góc xuống đâu. Ta kẻ là A, K, A, H vuông góc với ID. Rồi nối thêm một đường nữa. Đây là đường số 1 nè. Đường số 2 nè. Bên đây. Đường số 3. Được chưa? Kẻ AH vuông góc với ID, tự luận thì các em trình bày nó ra. Và kẻ thêm AG vuông góc SH, thì lúc này các em sẽ có được cái khoảng cách này chính là AG. Rồi muốn tính AG thì rất dễ, 1 phần AG bình phương bằng 1 phần AG bình phương thì nó sẽ bằng 1 phần AH bình phương cộng 1 phần SA bình phương. Rồi, đây nhìn cái tam giác này nha, H đây, 1 phần AH bình phương thì nó sẽ bằng cái gì nữa? AH nó là cái đường cao trong cái tam giác vuông AID, do đó 1 phần AH bình phương thì nó lại bằng là 1 phần AI bình phương cộng 1 phần AD bình phương cộng 1 phần FA bình phương thì đây là nhiệm vụ còn lại là của các em, không phải là của thầy. Thầy đã hoàn thành xong cái phần số 1 trong cái bài giảng này. Ví dụ số 1 đó là đưa ra các em cái phương pháp để giải và có cái ví dụ để minh họa cho cái phương pháp đó. Hãy hiểu thật kỹ bài giảng và trong từng bài toán cụ thể phải biết sử dụng phương pháp nào là hiệu quả. Nhưng đánh giá của thầy thì đây là cái tổng quát nha, cho những em mới tiếp cận nha. Rồi, chúng ta sẽ dừng lại bài giảng này chứ chưa phải dừng lại cái nội dung của bài học đâu nha.